Hàng vạn đầu sách không rõ nguồn gốc vừa bị đội quản lý thị trường số 6, Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát hiện tại cơ sở sản xuất kinh doanh ấn phẩm, ngõ 97 đường Đình thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là vợ chồng bà Lê Thị Hương không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Bà Hương khai nhận toàn bộ số sách trên là do mua bán trao đổi với các nhà sách khác để về bán online và có một số lượng do người quen gửi đóng gói và giữ hộ. Hiện đội quản lý thị trường số 6 đã thu giữ toàn bộ số sách trên để điều tra, xử lý theo quy định.